Chào mừng mọi người đã trở lại với channel Hóa Ca Studio và mình tên là Khoa. Hiện tại mình là một Android developer và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một ví dụ về Broadcast Receiver Battery. Thì đối với một số cái app, các bạn có thể thấy được là thay vì sử dụng cái hiển thị battery, tức là pin của cái thiết bị hiện tại của mình theo hệ thống mặc định, đúng không? Thì có một số ví dụ như game PUBG hay là một số phần mềm khác thì nó sẽ hiển thị cái battery thông qua cái custom view của nó. Thì để làm được cái ví dụ này như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái khái niệm, đó là Broadcast Receiver. Thì Broadcast Receiver này nó là một cái khái niệm rất là rộng và nó có thể sử dụng trong rất là nhiều những cái ví dụ khác nhau. Nhưng ở đây mình sẽ làm một ví dụ đơn giản trước, đó là về phần pin. Thì có bao giờ các bạn đặt những câu hỏi như là làm thế nào mà những cái hệ thống Android nó có thể nhận biết được các sự kiện thay đổi của hệ thống, ví dụ như là mình có thay đổi về cái phần trăm của pin nè, rồi mình nhận được tin nhắn đến, hay là đơn giản là mình cắm sạc nè, rút sạc pin, hay là mình tắt mạng, mở mạng, rồi những cái hành động này nọ nữa. Thì để lắng nghe được cái sự kiện này, mình sẽ sử dụng một cái khái niệm, đó là Broadcast Receiver. Thì nó cũng là một trong những cái component lớn của Android, và chủ yếu của nó là khi mà mình đăng ký cái Broadcast Receiver này trong cái application của mình thì nó sẽ ở đó và nó chờ đến khi nào mà có những cái sự kiện mà nó đã được đăng ký nó thay đổi thì nó sẽ kích hoạt, và thông qua cái đó thì mình có thể biết được và xử lý được những cái sự kiện hệ thống của mình. Thì ví dụ như ở đây mình ví dụ về pin, đúng không? Giả sử ban đầu pin của một cái app đang là 100% và sau một hồi sử dụng thì nó còn 99%, thì khi mà cái quá trình tuột từ 100 xuống 99 đó, nó sẽ hiển thị cho mình một cái sự kiện, nó sẽ callback cho mình một cái, và thông qua đó mình có thể cập nhật cái số phần trăm pin qua custom build lên trên đây, ví dụ như 100 thành 99 chẳng hạn. Thì đơn giản có thể hiểu được cái Broadcast Receiver là như vậy. Thì nó có rất là nhiều ứng dụng khác nhau, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dần qua những cái bài học cụ thể. Và ở đây thì chúng ta sẽ đi vào phần thực hành luôn. One eternity later. Thì đối với một cái app Android mình mới tạo trên Android Studio thì mình sẽ có cái manifest như sau. Ở đây có một cái activity của main activity, và trong interpreter nó sẽ có một hai dòng để thể hiện là cái main activity này sẽ là cái launcher đầu tiên của mình. Ở trong đây thì mình sẽ thêm hai cái action. Cái thứ nhất là cái đây Android name bằng intent.battery, ok. Và cái thứ hai là một cái trạng thái để xác định được là battery low. Đây, mình add vào đây. Đây, khi này là mình đã khai báo xong hai cái Broadcast Receiver ở trong đây. Vậy là ok rồi. Phần tiếp theo thì mình sẽ qua cái layout của main activity. Mình sẽ vào phần XML. Ở đây thì mình đã làm mẫu trước rồi, vì nó khá là đơn giản nên không cần phải làm gì phức tạp hết á. Ở đây mình sẽ add một cái text view ở góc phải trên và một cái image view. Cái image view này sẽ làm cái gì? Cái này để nó thể hiện là cái ảnh của pin nó sẽ ở trạng thái nào. Thì ở đây mình đã add vào Droid một số cái ảnh như sau. Các bạn nhìn vào bên con chỏ chuột bên trái của mình nè, và sẽ thấy được cái ảnh là battery low nè. Nó sẽ là một vạch. Rồi battery half là 50%, battery full là full hẳn luôn. Rồi battery down là cái gì? Thì cái này là một cái ảnh, cái này hồi nãy mình cắt nó bị lỗi á, có nghĩa là không còn pin nữa. Rồi battery charges thì là cái ảnh này là đang sạc pin, thì nó sẽ có cái dấu giống như dấu flash như thế này. Battery almost là cái gì? Có nghĩa là gần xong. Thì nó sẽ là bốn trạng thái chung với lại low nè: low, half, almost và full. Thì nó sẽ chia ra giống như là bốn cái vạch vậy đó. Cái này là 1/4, rồi 50%, rồi 75%, 100%, rồi ok. Thì đó là xong cái layout của mình. One shift later. Rồi ok, bây giờ mình trở vào code của main activity. Đầu tiên mình sẽ khai báo một số cái như là private
lay init, và nãy mình khai báo bên kia nó sẽ có hai cái, thứ nhất là một cái image view và cái thứ hai là một cái text view đúng không? Thì ở đây mình sẽ khai báo là text view battery manager này, battery manager đúng cái tên nhưng mà nó lại tự hiểu qua cái này nữa ha. Mình sẽ gọi nó là text view. À, mình đặt cái này là percent đi cho nó dễ hiểu. Rồi cái thứ hai là mình sẽ khai báo một cái image view battery, image battery thì nó sẽ là dạng image view. Và cái thứ ba mình cần đây là gì? Thứ nhất là một cái broadcast receiver. Rồi broadcast receiver thì các bạn sẽ sử dụng cái android.content nha. Ở đây mình sẽ đổi tên thành là receiver. Ở đây nó sẽ có hai cái các bạn cần phải biết. Cái thứ nhất là khi đăng ký broadcast receiver nó sẽ như thế nào, và cái thứ hai là khi hủy broadcast receiver nó sẽ như thế nào. Cái thứ nhất là mình sẽ cần khai báo trong onCreate, và cái thứ hai là khai báo trong onDestroy. Override nè, override onDestroy. Rồi nó sẽ ra được cái này. Thì mình cần phải có hai cái thứ nhất là register receiver, đây chính là nó. Rồi mình truyền cái broadcast receiver này vào là xong. Rồi ok, thì mình sẽ cần phải thêm một cái intent nữa đúng không? Ở đây thì các bạn có thể hiểu đơn giản là ở đây mình sẽ đăng ký và on destroy thì mình sẽ là unregister receiver. Rồi thì trước hết thì mình sẽ phải cái file vipid ra trước đúng không? Ở đây thì mình làm sẵn rồi nên mình chỉ việc pass ra thôi, này mình đỡ tốn thời gian ha. Đây lấy hai cái bên kia qua. Cái thứ hai mình tạo một cái intent vol intent bằng intent filter. Rồi thì intent này mình sẽ add cái action vào, add action. Thì cái action này nó tương đương giống như bên cái manifest nữa, cái nó có rất là nhiều loại. Ở đây mình sẽ gọi cái loại là battery, mình cũng không nhớ chính xác là cái gì. Đây mình sẽ chữa battery nó sẽ ra battery changes, tức là có thay đổi là được. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái intent này vào trong đây, phải là receiver đúng không? Rồi mình bỏ cái intent vào phía sau này, vậy là nó sẽ hết bị lỗi. Đó, có nghĩa là ở onCreate mình sẽ đăng ký nó một cái, và ở onDestroy là mình sẽ hủy nó. Rồi bây giờ mình sẽ khai báo cái thằng receiver này xem nó như thế nào ha. Ở đây giả sử như là, rồi receiver sẽ bằng object broadcast receiver. Rồi đây mình phải extract cái implement ra, rồi implement cái này ra on receive. Các bạn có thể viết luôn ở trên đây cũng được nè, thì khỏi mất công các bạn phải khai báo trong on create. Thì ở đây mình lỡ làm thì để luôn cũng được. Đầu tiên mình sẽ check xem cái intent này nó có bị null hay không, tại đôi khi nó cũng sẽ bị null. Mình sẽ đổi tên cái này thành text cho dễ hiểu ha. Cái B0 B1 thì nó nhìn nó hơi phức tạp. Intent nó sẽ trả về hai tham số là context và intent nó như thế nào. Rồi, đầu tiên mình sẽ check là when intent.action. Rồi. Nó sẽ có rất là nhiều cái action khác nhau, nhưng mà mình sẽ check theo từng case một. Cái đầu tiên nó sẽ check action là intent.batteryChanges, là cái mà mình đăng ký đúng không? Rồi nếu như pin thay đổi thì mình sẽ nào? Mình sẽ gọi một cái đối tượng đó là vol, nó gọi là battery manager, là cái quản lý pin của mình á, bằng context. Mình sẽ gọi cái context ở trên đây nè, hả không? Mình sẽ check lại là có null hay không. Chấm get system service. Mình sẽ truyền vào đây cái cụm từ là battery changes service chứ. Mình viết hoa nha. Rồi, nó sẽ ra cái này cho các bạn. Rồi, mình sẽ ép kiểu nó về là battery manager. Rồi, vol percent, mình sẽ lấy ra được cái
phần trăm của nó ha, bằng dm chấm get in property nè, mình sẽ truyền vào cái này là battery manager chấm cái thông số để lấy ra là property capacity. Đây, nó sẽ lấy ra được cho mình cái số phần trăm của pin là như thế nào. Và sau đó mình sẽ bạc về toIn. Thì cái ở đây đúng không, mình sẽ gán lấy ra được cái phần trăm pin này thì mình sẽ gán cho cái text view nó như thế nào chứ đúng không. Rồi mình sẽ lấy cái text view này, text view, à mình để hai cái này lên phía trên đi, cái này lên phía trên đi nó phòng hờ. Rồi text view percent chấm text bằng này mình sẽ chuyển vào đây đô la percent, rồi thêm cái phần trăm phía sau vô là được, có nghĩa là 100%. Hay giờ mình sẽ lấy ví dụ đây là 100%. Rồi mình subscribe link cái này ra luôn đi cho nó đừng có cảnh báo nữa. Rồi 1 hour later, thì sau khi lấy được cái percent này ra thì mình phải check thêm một cái trường hợp nữa, đó là cái pin này có đang sạc hay không, đúng không? Rồi mình sẽ lấy ở đây ra cái trạng thái đó bằng cách nào, mình sẽ tạo void status, nó là một cái kiểu hello bằng intent, mình đã check khác luôn rồi đúng không, và check lại cái nữa intent chấm, mình sẽ get in extra ra, mình sẽ chuyển vào đây battery manager chấm extra, để mình coi extra status. Rồi đây, sau khi xong cái extra status này mình sẽ chuyển thêm một cái tham số mặc định nữa, đó là giả sử lấy là -1 thì nếu như -1 là bị lỗi. Rồi tiếp đây không cần nữa. Rồi mình sẽ check xem là nó đang sạc pin hay không, đúng không? Cái này nó chỉ là một cái status thôi. Mình sẽ check cái sạc pin bằng cách là volt e charge bằng, nó sẽ là dạng boolean đúng không, nó là sạc hay không sạc. Thì sẽ bằng, nếu như status này mà bằng với lại battery manager chấm battery status charging, nó có cái charging đây, có nghĩa là nếu như nó là cái này thì nó là true, hoặc là nếu như sạc đầy, có nghĩa là nó sẽ có hai trường hợp mình cần check. Rồi hoặc là cái status mình sẽ bấm ngoặc lại cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi thêm một cái status cần check nữa là mình nhớ là full hay gì đó. Rồi đây, thì khi đó mình đã lấy được cái biến này để check xem là nó đang sạc hay không, để mình sẽ set cho nó cái drawable là cái hình đang sạc mà có cái hình sấm chớp mà mình đã nói ở đầu bài giảng ha. Rồi mình sẽ check if e charging đúng không, rồi else. Rồi thì ở đây mình sẽ set cho cái image view battery chấm set image resource resource chấm drawable, với trường hợp này là đang sạc đúng không, thì mình sẽ lấy cái hình là charge. Rồi else thì cái khi này là mình không sạc đúng không, không sạc thì mình sẽ lấy để xem, mình dựa vào cái phần trăm pin này để mình hiển thị ra bốn cái trạng thái đúng không, mình sẽ check cái when when percent, cái này thì nó giống như là squid case ở bên có C sharp vậy. Rồi mình sẽ check là in từ 0 tới 5 đi. Rồi image battery chấm set image resource, rồi resource chấm drawable chấm battery down một hình, có nghĩa là dưới 5% là coi như là nó sẽ ra cái hình gần như là hết luôn. Rồi sẽ in tiếp theo là sẽ copy ra nhiều cái chứ đi ha, 6 tới 25 là 1/4 cái pin đúng không, tiếp theo là 26 tới 50 là nửa cái thanh pin đúng không, rồi 51 tới 75 là 3/4 cây,
Rồi 76 tới 100 là full. Rồi mình sẽ lấy cái hình này là hình full. Này là hình almost, gần hả? Cái này là half. Low down. Rồi mình sẽ check lại cái này nữa, hình low. Rồi mình sẽ check lại cái hình có đúng chưa nha. Đây 1 vạch, 2 vạch, 3 vạch, 4 vạch. Rồi ok. Vậy là mình đã có xong rồi. Bây giờ mình sẽ build lên máy ảo xem nó như thế nào ha. A few moments later. Rồi sau khi build xong thì nó đã lấy ra được cái trạng thái của build là 100% ha. Rồi và nó lấy ra được cái trạng thái đó thì nó sẽ hiển thị lên trên đây là cái hình là đầy pin. Thì đối với máy ảo thì có một số máy nó sẽ không có chỉnh trạng thái pin mà nó sẽ không ăn liền vô trong máy được. Nếu như các bạn có máy thiệt á, thì mình nghĩ là nên debug bằng máy thiệt thì nó sẽ thực tế hơn. Và ok, cái bài của mình thì đến đây cũng là hết rồi. Nếu như các bạn thấy có hữu ích cho các bạn thì hãy để lại một like, một share cũng như một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.